bác ơi, 80 ngàn giống mà bà xúc xô á, xúc xô rồi 75 ngàn được. Hello, em xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở đây em đi ăn cháo gỏi vịt nè, ở ao Bà Ôm đó cả nhà. Đây là mệt, đây là không muốn ăn, đây là chỉ uống nước thôi à. Qua đêm thứ hai rồi mà em cũng chưa có thích nghi được cái múi giờ ở Việt Nam. Cũng là nửa đêm thức giấc nè cả nhà ơi. Cái bên nhà chị chồng em là tiệm bánh bao Đông Mỹ. Cái tiệm bánh bao này là sáng sớm tầm 3-4 giờ sáng là bán rồi ạ. Không ngủ được, cả nhà em lại đi dạo chợ Trà Vinh nữa nè. Lội bộ ra ngoài chợ. Đây, tiệm bánh bao Đông Mỹ này là mấy chục năm rồi nha cả nhà. Đây ghép. Đây, bánh bao Đông Mỹ đây. Đây thì ghép nè. Tầm bánh bao. Có hai cái để trước nè. Ồ, hello. Xưa ở hả? Bánh mì nóng đây. Bánh mì nóng chờ
anh sẽ xôi gà. Xôi gà. Xôi cho ngọ. Xôi thịt. Coi như là hơi bị hiếm á nha cả nhà. Chiên tôi thích vô lá cuốn bằng mấy cái lá chuối này mình ăn cái xôi nó cũng thơm hơn nữa, không biết làm sao. Đắt lắm mưa đầu đắt lắm, chưa chút là hết trơn. Sáng là bán tới trưa trưa là hết. Chút là bảy mấy hả? Mấy giờ cô bán? Mở ra. Ồ, mới ra. Wow. Bán có mấy tiếng thôi đó. Đắt lắm đó. Giờ này tầm 4 giờ sáng. Dạ, 15 ngàn. 5 ngàn. 15 ngàn hết rồi. 15 ngàn. Vui vậy. Vui. Vậy là đi đâu không thấy lạ. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Về thì vui. 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 Ủa, tội thói vậy. Vô cái đường hẻm đó. Ừ. Ở dưới nhà mình có căn nữa rồi chứ không có nhà, nhà của mình. Nhà lâu đó. Đó, đó. Hồi xưa nhà đó dưới nhà, trong mấy nhà đường hẻm là của mình hồi xưa. Sáng nào đó, nửa đêm không ngủ được là cũng đi ra ngoài chợ á cả nhà ơi. Mà sao thấy vui quá, mỗi lần đi ra chợ đó thấy mọi người mua đồ cái này giống rau ngõ nè. Chị rau này rau gì vậy? Rau muống á. Rau muống hả? Tôi mua hoài rồi, tôi lại tưởng rau ngõ ta. Rau xương rồng nè, qua nè, rau nè, đầu bí muối nè, củ cải chán lắm. Cái này là gừng, cà, gừng tươi dễ sợ luôn ha. Ủa, đây đồ tươi không á? Nhà bác Ba này. Nhà chị Thu. Ờ, nhà này là nhà bác Ba. Nhà chị Thu hả? Cái bên là Hương Lan. Hương Lan. Nhà Hương Lan là nhà của ai? Thì quán Hương Lan là tên nổi tiếng á hả? Đi. Cười bãi bể bụng luôn. Làm đi du lịch chứ nó cười chứ. Cái tờ cá mấy.
Ở sớm. Sớm. Đây là chợ đây, đây là chợ chợ đầu mối. Chợ đầu mối hả? Này cái này cũng như là cái này là bác sĩ cơ mà. Mày bánh canh cá gì nữa. Mấy giờ sáng bán mà bán đông lắm, một quán ăn là một rất là rẻ. Đường này là đường vô sọ nhỏ, mình kêu ông đi đường đường lò heo. Rồi nhà cô Năm là đi sẵn xuống dưới, tới cô của mình ở dưới, ở đường số 1. Nhà trước nhà Phúc Sinh đồ này nọ, mấy đứa bạn học của mình. Ở đường này là đường lò heo, dưới đó là bây giờ là cái hãng cây, hãng xưa rồi, nó bán xưa vậy đó. Cây mà nó sửa lại bây giờ nó thành cái chợ bán đồ cá đồ. Bây giờ nó bán ngay góc đường. Hôm qua ăn rất là ngon. Ba cái tô mà bán đâu có sức ăn. Rất là rẻ. Ăn bánh canh cá bữa nay ăn cá đi lần thêm một lần nữa. Rồi, rồi đây. Em gái mình bên bánh chi dưa. Rồi lông. Con Bé Lạ. Con Bé Lạ. Bé Lạ, Bé Lạ, Bé Lạ, Bé Lạ. Bé Lạ. Bé Lạ.
đã là ngủ không được nè. Giờ này là mấy giờ sáng, 2-3 giờ hôm qua là 1 giờ sáng là thức dậy rồi. Bữa nay là 2 giờ sáng thức dậy mà ngủ được một chút xíu, ngủ không được cho nên đi ra ngoài đi. Bánh canh cá lần thứ hai. Rồi rất là rẻ, rồi nó ngon nữa chứ. Hôm qua là ăn rồi, hôm nay đến ăn rồi. Dính nữa, nó bánh chè bánh con, bánh con ấy chị đâu thấy con ăn rất là bình. Rồi bánh canh cá đừng ăn vậy. Mỗi người cái sở thích khác. Có lấy dòng cháu quẩy không? Có, kêu rồi hai cặp cho cháu quẩy. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cháu Ngọt. Đây, mời cả nhà ăn bánh canh cá lần thứ hai với em. Đây, bánh cháu quẩy. Hai cặp đi, hai cặp. Đi quán trà Quảng Hưng rồi, hồi nhỏ là có đi xúc bán cà phê, xưa đó có qua đây mua trà rồi này nè. Này cái đường này là đường số 3, đường Phạm Hồng Thái. Rồi đi xuống đây nè, đường này giờ kêu tên gì, Võ Thị Sáu. Hồi trước bên đây thì bán như sữa đồng hồ, bán đồ này giờ kêu Khánh Dân. Không nhớ tên được, lâu quá rồi. Cái này là dài dài xuống đây là mấy cái tiệm gì vậy, tên đổi không nhớ, tiệm Kim Phượng. Xưa chỗ này là ở là bến xe, hồi trước đến xe đi Sài Gòn đồ này nọ, giờ thành cái siêu thị, thành cái siêu thị này xây lên rồi giờ bỏ rồi, mới bao chùa ông. Hồi nhỏ mình đi cái này là bánh cho cái bến xe, giờ nó xây thành siêu thị, mà siêu thị này hình như bỏ rồi. Cái này là Kim Hưng, dài dài xuống đây rồi tới Đông Mỹ nè, ăn cơm Đông Mỹ hồi xưa bây giờ bán là thời trang Đông Mỹ. Tỉnh Thọ rồi cái đường tới là đường số 2, nhà của Hai ở đây, cái thằng Trần Kim Hưng hồi xưa là ở đây nè. Giờ cũng hai mua rồi. Giờ Vĩnh Lạc nè, xuống đây cũng là cái siêu thị nè. Giờ tới đó là cái của nhà xe dùng Tân Thanh Thủy. Đây là thủ đô mới xây rồi. Còn nhà dưới nhà mình dưới như này. Còn bên đây là bên đây Hội Phát, Đồng Mỹ, Liêm Hoàng. Mình ở đây là cái nhà này là nhà bỏ hoang lâu lắm rồi, hồi nhỏ là mình đã có rồi tới bây giờ luôn. Đường này đường số 2 đi lên đây, còn cái siêu thị này, mà siêu thị này chắc là phải phá xuống để làm cái khác, bỏ lâu rồi. Tưởng như đây là gặp mát, hồi nhỏ xíu là đúng là theo mình đó hơn 50-60 năm nay là bỏ đây rồi. Thời Phát bây giờ bên đây của cũng có Thời Phát lại Tân Thời Phát như này. Nhà em nhỏ với với chế mũi rồi xuống dài dài xuống đây, hồi nhỏ mình đi ở dưới này là như là cồn con góc, cồn góc đường, còn là cái này là kêu bằng cồn Vinh Lạc như Hồng Lạc đúng rồi. Hồi xưa nhỏ mình đi chế bên là cái cà phát Hồng Lạc Tuấn, nhỏ đây là bán nước nó rất là xong sao mà bán nước mía, bán đồ ăn đủ uống đồ. Tại trước con cái hạt phát ở đây nè, trước mấy ca đoàn nghệ sĩ đồ xuống quay phim đồ, trước năm 75 hồi nhỏ đó là mình vô coi đây hoài. Hồi xưa cái đường này nó rất là nhộn nhịp, giờ chắc là đây trong bán nó không còn có sử dụng như giờ này.
ty cổ phần văn hóa tổng hợp Trà Vinh. Mấy cái quán trước giờ thay đổi rất là nhiều. Đường này là kêu đường số 1. Đường số 1 giờ nó kêu là Trần Phú. Ông chợ bán thì có bán cái lò bánh Thiên Phúc, bánh tiêu, bánh ngọt. Đường này kêu đường số 1, hồi xưa mình nhớ là mấy cái quán hủ tiếu hồi nhỏ, mấy quán